Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, dân gian xưa có câu nói, lấy vợ lấy đức chứ không lấy sắc. Có nghĩa là tiêu chuẩn lấy vợ là chọn người có đức hạnh chứ không phải có vẻ đẹp bề ngoài. Với đa số đàn ông, họ thường yêu xả láng nhưng lại rất thực tế khi lấy vợ. Họ thường rất thích yêu những cô gái lẳng lơ, nhưng để lấy thì không, ngoại trừ bị sập bẫy. Chúng ta cùng tìm hiểu những kiểu phụ nữ mà đàn ông khôn ngoan không dám lấy làm vợ. 1. Tính cách tiểu thư. Những cô nàng điệu đà, đỏng đảnh có thể gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp với đàn ông, nhưng về lâu dài, để chung sống, đàn ông cần đàn bà sẻ chia và thấu hiểu. Sự nuông chiều từ nhỏ cùng vô số nguyên nhân có thể biến một cô nàng thành tiểu thư chính hiệu, đỏng đảnh hay giận dỗi, tỏ ra ngây thơ một cách thái quá. Có thể phút yêu đương ban đầu khiến chàng dễ dàng bỏ qua những lần nàng giận dỗi vô cớ hay nổi tính tiểu thư, đòi hỏi người khác nuông chiều. Nhưng lâu dần, những cãi vã và chỉ làm người ta mệt mỏi, và đàn ông nào cũng hiểu rằng chỉ có thể yêu chứ chẳng nên kết hôn với cô nàng đỏng đảnh ấy. 2. Lười biếng. Đàn ông thường chẳng bao giờ kết hôn với một cô nàng không biết nấu ngay cả những món ăn thường ngày, đơn giản bởi họ không muốn tự tay vào bếp và cũng không muốn đi ăn ngoài cả tuần. Khi mới yêu, đàn ông có thể thích thú những buổi hẹn hò cùng nàng khám phá quán ăn ngon khắp thành phố. Lâu dần, những bữa cơm gia đình ấm cúng mới là điều cho đàn ông cảm giác bình yên. Người ta nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vun đắp hạnh phúc gia đình bằng những bữa cơm ngon, canh ngọt, dọn dẹp căn nhà tươm tất làm nơi hạnh phúc thăng hoa. Đó luôn là ước mơ thầm kín của cánh mày râu về người phụ nữ của đời mình. 3. Nói nhiều và tỏ ra sành sỏi. Lòng tự trọng của đàn ông khiến họ không bao giờ muốn người phụ nữ của mình lên giọng dạy dỗ chính mình. Đàn ông nghĩ họ tự biết cách làm mọi thứ. Họ cần một người phụ nữ bên cạnh an ủi và tiếp thêm sức lực. Họ không cần người phụ nữ luôn phản bác lại những điều đàn ông tâm đắc. Vậy nên, phụ nữ thông minh là biết cách tỏ ra mình khờ khạo, và phụ nữ khờ khạo mới cố tỏ ra mình thông minh. Đàn ông nào cũng muốn nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ và sự thấu hiểu của phụ nữ mình yêu. 4. Lẳng lơ và chơi bời. Một số đàn ông có thể bị hấp dẫn bởi những cô nàng lẳng lơ, sành điệu trong khoảnh khắc ban đầu, nhưng dám cá rằng những cảm xúc đó chỉ là nhất thời và thoáng qua mà thôi. Đàn ông vốn tính chiếm hữu cao, trong tình yêu họ muốn đối phương coi mình là duy nhất. Chẳng ai mong muốn một người vợ lẳng lơ và đa tình để đàn ông phải sống trong nỗi lo lắng, bị cắm sừng thượng trực. Những cô nàng sành điệu chơi bời, ăn mặc hở hang cũng không phải là đối tượng kết hôn của đa số đàn ông. Mẫu vợ hiền lý tưởng của đàn ông đến giờ vẫn luôn là người vợ ngoan hiền, dịu dàng và khéo léo. 5. Phụ nữ toan tính. Khi yêu thật lòng, đàn ông muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho người con gái mình yêu, vì cô ấy xứng đáng được hưởng. Nhưng khi thấy được những toan tính của phụ nữ, lại khiến đàn ông mệt mỏi. Họ có suy nghĩ, đề phòng và cảm thấy bị lợi dụng. Đàn ông thích phụ nữ khôn khéo, nhưng không thích phụ nữ toan tính. Đa số đàn ông vẫn tôn thờ tình yêu thật lòng, lãng mạn, không vụ lợi cá nhân. Họ sẽ không lựa chọn gắn bó cuộc đời mình với một cuộc tình ngay từ đầu đã không như mơ, và một người đàn bà không cho họ cảm giác thoải mái hay đồng điệu. 6. Những cô nàng nhiều chuyện. Phụ nữ nên nhớ, một người đàn ông cần bạn đời xây tổ ấm với mình, và họ cần cô ấy tập trung vào kế hoạch cũng như cuộc đời của bản thân cô ấy. Nếu cô ấy quá bận rộn với những suy nghĩ hay công việc của người khác, thì chắc chắn cô ấy sẽ không phù hợp đồng hành với người mình yêu. 7. Có cuộc sống quá tiêu cực. Đó là những cô nàng lúc nào cũng mỏi mệt chán nản, luôn có một cái nhìn bi quan về cuộc sống. Đàn ông sẽ vô cùng chán nản nếu cứ suốt ngày bên cạnh một người vợ đầy cảm xúc tiêu cực này. 8. Những cô nàng coi tiền bạc là trên hết. Mặc dù tiền bạc là thứ không thể thiếu trong cuộc hôn nhân, nhưng nếu người phụ nữ quá coi trọng tiền bạc thì điều đó không hề tốt chút nào. Hơn nữa, số đàn ông có thể đáp ứng yêu cầu của mẫu phụ nữ này cũng không nhiều. Đặc biệt, những cô nàng có ý định đào mỏ sẽ dần lộ rõ bản chất khi họ muốn bạn chi tiền cho mọi thứ liên quan tới cuộc sống của cô ấy. Họ luôn luôn đòi những thứ xa xỉ, đắt tiền. 9. Kiểu phụ nữ sớm nắng chiều mưa. Những kiểu phụ nữ với tính tình thất thường hay làm nũng khi yêu thì đàn ông còn chiều được. Nhưng khi đã lấy về làm vợ mà vẫn có cái đức tính này thì e rằng chẳng có ông chồng nào chịu đựng nổi. 10. Cô nàng đeo bám. Đây là cô gái phải liên tục gọi điện, nhắn tin hay kè kè bên cạnh người đàn ông của mình. Nếu không sẽ cảm thấy bứt rứt. Cô nàng có nhu cầu cho cả thế giới biết mình yêu nửa kia nhiều thế nào và dường như không thể nói về bất cứ điều gì khác ngoài chàng ta. Cô ấy muốn biết người yêu đang làm gì vào mọi lúc. Thật thích khi cảm thấy luôn được yêu và khao khát, nhưng tuyết phụ nữ có hành vi như vậy thường khiến người ta thấy phiền. Thể hiện sự quan tâm với người mình yêu là tốt, nhưng đừng khiến họ thấy ngột ngạt. Những mẫu kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng. Lấy chồng là chuyện hệ trọng cả đời, không giống như mua xe, tậu nhà, thích đổi là được. Dĩ nhiên, trên đời không có ai hoàn hảo. Chọn chồng cũng không thể nào tìm được người tuyệt mỹ 10 phân vẹn 10. Về cơ bản, chọn chồng là phải chọn người có tinh thần trách nhiệm, tử tế và có bản lĩnh đàn ông. Và quan trọng là biết yêu thương người cùng chung chăn gối với mình. Lấy chồng không cần quá kén chọn, nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Vậy nên, chị em phải cân nhắc kỹ và nhớ rằng hãy tránh xa 5 kiểu đàn ông sau đây. Đừng nên gắn bó để về già phải khổ. 1. Đàn ông không ổn định về mặt cảm xúc hay gắt gỏng. Ai cũng có tính nóng nảy và đôi lúc mất bình tĩnh. Tuy nhiên, đối với người bình thường, họ sẽ có cách kiềm chế tính cách của mình. Đó là kiểu người cảm xúc ổn định. Trái lại, nhiều đàn ông không thể kiềm chế được cơn tức giận. Khi có vấn đề xảy đến, anh ta có thể làm ầm ĩ lên để trút giận và cáu gắt một cách nghiêm trọng. Thậm chí, sự tức tối đó có thể phát triển thành gây gổ với nhau. Sau khi trút được cảm xúc, có thể họ sẽ khóc lóc ăn năn hối lỗi. Thậm chí, họ còn hứa hẹn nhiều lần chuyện sẽ thay đổi. Tuy nhiên, vì cảm xúc không ổn định và không kiềm chế được mình, lần sau họ vẫn như vậy. Hết lần này đến lượt khác, người tổn thương cuối cùng vẫn là bạn. Bởi thế, đừng tin vào nước mắt cá sấu của đàn ông. Bạo lực gia đình chỉ có không lần và vô số lần. Bạo lực có thể bằng hành động và cả lời nói. Đàn ông không kiểm soát được cảm xúc giống như bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào và tất cả bạn phải gánh chịu. Bởi thế, nếu yêu phải kiểu đàn ông này thì nên tỉnh táo. Bạn phải tự yêu thương mình, lo cho mình, chứ đừng mù quáng rồi khổ cả đời. 2. Kiểu đàn ông sống mơ hồ, có mới nới cũ. Lòng tham là một đặc điểm trong lối sống của nhiều người. Đối với một số đàn ông, họ thích cảm giác được người khác giới vây quanh và đôi khi cư xử mơ hồ, không dứt khoát với một số cô gái khác. Nếu bạn gặp phải kiểu người thế này thì phải mạnh dạn buông tay. Cho dù anh ta có bao nhiêu ưu điểm đi chăng nữa thì bản chất thích mối quan hệ mơ hồ, thích có mới nới cũ vẫn sẽ không thể nào thay đổi. Ban đầu, có thể bạn thấy kiểu đàn ông này hấp dẫn, có nhiều người vây quanh. Tuy nhiên, cách ứng xử của đàn ông quyết định nhiều điều. Khi anh ta có bạn gái, anh ta dứt khoát với tất cả những người còn lại. Đó mới là một người đàn ông tốt. Ở đây, cách cư xử mơ hồ, chẳng rõ ràng rạch ròi với ai, thì chỉ chứng tỏ đàn ông này có vấn đề. Có lẽ anh ta cũng chẳng trung thành tình cảm với bạn đâu và sẵn sàng thay người yêu bất cứ lúc nào. Gặp phải người như thế thì vô cùng tai hại, bạn nên tỉnh táo. 3. Đàn ông không có động lực, lười biếng. Là trụ cột của gia đình, đàn ông nên là thành phần quan trọng nhất để hỗ trợ cho cuộc sống của mình. Họ phải chịu trách nhiệm, lo toan cho cuộc sống của vợ và sau này là cả con cái. Tuy vậy, nhiều người lại không thích chịu trách nhiệm. Họ sống mà chẳng lo toan gì tương lai, tự hài lòng với mình dù thực tế cuộc sống không hề ổn. Họ không có động lực và cũng chẳng muốn tiến về phía trước. Sống với kiểu đàn ông như thế sẽ chỉ kéo mình xuống và khổ sở về già. Anh ấy sẽ biến thành gánh nặng của bạn, khiến nhịp sống bị xáo trộn mà còn làm cho bạn mệt mỏi tột cùng. 4. Người đàn ông quá khác biệt với bạn về mọi mặt. Trong hôn nhân, có những vấn đề mà chỉ người trong cuộc đã trải qua thì mới thấu hiểu được. Hôn nhân nên được duy trì trên nền tảng công bằng. Người này không thể nào lấn át được hoàn toàn người kia. Ví dụ, cả hai người không nên khác biệt nhau quá mức về tính cách, thu nhập, học vấn, gia đình, tài năng, tuổi tác. Nếu như chênh lệch giữa hai bên quá xa xôi, thì cho dù yêu nhau đến mấy, khi bước vào hôn nhân cũng sẽ có sứt mẻ nhất định. Khả năng cao vì những sự chênh lệch đó khiến cho các bạn xung đột nhiều. Vì sự chênh lệch về mọi mặt của hôn nhân, khả năng sóng gió xảy đến cũng cao hơn nữa. Nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy đến trong mối quan hệ như sau. Một bên mặc cảm, tự ti lấn át, bên kia dễ nảy sinh lòng kiêu hãnh, không đủ tôn trọng. Một bên phục tùng và nhạy cảm, bên kia luôn có thói quen ra lệnh. Sự không bình đẳng đó sẽ dẫn đến những vết rạn nứt trong hôn nhân. Cả hai có nhiều điểm khác biệt thì chuyện ít tiếng nói chung cũng xảy đến. Bởi vậy, khi phụ nữ vẫn còn được thoải mái lựa chọn thì nên xem xét thật kỹ càng đối tượng mình sẽ cưới. Đừng tưởng tượng cuộc sống sau này và đừng ỷ lại rằng mình sẽ lấp đầy được những khoảng cách. 5. Đàn ông keo kiệt. Bất kể anh ta nhiều tiền hay ít tiền, nếu anh ta keo kiệt, chị em nên dừng lại càng sớm càng tốt. Hãy phân biệt giữa tiết kiệm và keo kiệt. Một người tiết kiệm luôn cân nhắc trước khi chi tiền, không hoang phí nhưng sẵn sàng chi nếu cần thiết và cũng không tính toán so đo với người khác. Một người keo kiệt là không bao giờ muốn chi, luôn tranh thủ những thứ càng rẻ càng tốt và luôn so kè từng cắc từng xu với mọi người. Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ được anh ta đối xử đặc biệt. Khi kết hôn và về chung một nhà, bạn đi chợ về đưa lại tiền thừa mà chỉ cần thiếu 2.000 đồng thôi là cũng không yên thân. Vậy nên tốt nhất nên tránh xa kiểu đàn ông này. Bạn thân mến, khi chọn đối tượng kết hôn, bạn cần tuân theo tình cảm nhưng cũng phải cực kỳ lý trí. Đừng bao giờ phó thác cuộc đời cho những người đàn ông hay người phụ nữ không đáng tin cậy. Dù yêu ai đi chăng nữa thì bạn vẫn phải tỉnh táo. Hôn nhân là sự lựa chọn cả đời. Đừng vùi dập mình chỉ vì sự bồng bột và mù quáng nhất thời. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.